Câu lạc bộ Heerenveen, Hà Lan vừa thông báo chia tay 7 cầu thủ, một nhân viên quản lý nhưng không có tên hậu vệ tuyển Việt Nam Đoàn Văn Hậu trong số những gương mặt trên. 7 đồng đội Văn Hậu ở mùa giải năm ngoái chia tay Heerenveen đợt này đều hết hạn hợp đồng vào 30/6 mà câu lạc bộ không giữ chân gồm Trevor Donbus, Quinnerhan, Philip Bednarek, Alan Halilovic, Jordi Bruen, Daniel Hock, Ricardo Van Rijn. Câu lạc bộ đã đăng hình các thành viên đồng thời cảm ơn họ đã là một phần của đội bóng trong thời gian qua. Văn Hậu cũng hết hợp đồng cho mượn vào ngày 30 tháng 6 nhưng không có tên chia tay lần này gây thắc mắc lớn cho nhiều người. Đúng như phía câu lạc bộ Heerenveen từng chia sẻ, Văn Hậu là hợp đồng đặc biệt, họ thừa nhận cần hậu vệ này nhưng đang gặp khó về kinh phí và chờ tìm nhà tài trợ để có thể giữ chân hậu vệ này. Trên trang cá nhân mạng xã hội, Văn Hậu vừa đăng dòng trạng thái "Tôi ước ai đó hiểu được mong muốn của mình, vì đó là giấc mơ của tôi". Văn Hậu trước sau như một khẳng định khát khao ở lại Heerenveen, sẵn sàng tranh chấp cho vị trí đá chính, xa hơn là giấc mơ chơi bóng ở châu Âu. Tuy nhiên để được như thế phải giải được bài toán tài chính mà câu lạc bộ Heerenveen cùng Hà Nội lẫn đối tác cùng hỗ trợ. Tiền đạo Nguyễn Văn Quyết Hà Nội cho rằng thời điểm này Văn Hậu trở lại Hà Nội là tốt cho đội bóng bởi đang khủng hoảng lực lượng tại V-League. Tuy nhiên nhiều ý kiến ủng hộ Văn Hậu tìm cơ hội ở Heerenveen hoặc các đội bóng tầm trung châu Âu, hoặc chơi bóng ở các nền bóng đá phát triển hơn Việt Nam như Hàn Quốc, Nhật Bản, bởi đó mới là môi trường tốt để hậu vệ 21 tuổi này phát triển sự nghiệp.